Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển lệch dần về phía giữa Bắc Tây Bắc và Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và đến trưa mai thì có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Vì vậy, tàu thuyền đặc biệt chú ý là không di chuyển vào vùng biển này. Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới và bão, ngày hôm nay, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các bộ Quốc phòng, Giao thông, Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao. Theo đó, các địa phương đơn vị này cần theo dõi chặt chẽ, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát khỏi hoặc là không đi vào khu vực nguy hiểm. Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban tìm kiếm cứu nạn.